来，寻找我的爱，滚滚黄沙也不能阻碍。昨天云来过，今天雨带走，我在长亭外等着你归来。爱过千百回，经历的风雪我们不后悔，飘散的落叶，澎湃的心扉，只想见你一面。一辈子的债，像喝了毒的爱，回也回不来，绝不能够爱得太懦弱。像沙漠里的坚强玫瑰，永远不凋谢，狂风暴雨也要和你双飞。Tập 18. Cái đứa phá gia chi tử này, ra ngoài lăng nhăng thì thôi đi, lại còn lén lút ăn trộm cả đồ cổ trong nhà đem ra ngoài. Con cũng muốn bỏ đi với người ta, đúng là không khá lên được. Về rồi ạ. Phu nhân, người đâu? Cái thằng không có tiền đồ đó em nhốt lại rồi. Thằng phá gia này cũng muốn bỏ trốn với người ta. Trong nhà này may mà có em trông coi, nếu không thì đã loạn rồi. Chị biết nó trộm cái gì không? Thứ mà lão gia mua ở Thượng Hải với giá mấy vạn đó, chính là bức tranh Tứ Mỹ Thưởng Xuân. Tôi bảo cô không được để chìa khóa rời khỏi người mà. Con bị quan. Cô còn kêu quan hay sao? Tỏa mộng lâu đó có thể tự chạy vào tay nó hay sao chứ? Nếu cô giữ chìa khóa bên người, nó trộm kiểu gì chứ? Nó bảo cô đưa chìa khóa cho nó hay sao? Chỉ có một lần, cậu ấy bảo lấy sách rồi trả lại cho con. Chỉ một lần thôi. Ta tin cô như vậy, cô lại bảo một lần. Nhưng con không đưa cho cậu ấy chìa khóa nhà kho. Cô không mau đi, kiểm tra cẩn thận xem đã mất thứ gì rồi. Dân ạ. Chú Quảng, ông cũng đi xem nó lấy như thế nào đi. Dân ạ. Mở cửa. Nói đi, rốt cuộc con đã lấy bao nhiêu đồ rồi hả? Cái thằng phá gia này, tất cả đều là tài sản của Giang gia. Đó là của cải của ta và mẹ con, gìn giữ cả đời. Con lại đi dâng hiến cho con đàn bà đó, còn muốn bỏ trốn với nó. Con mê muội quá rồi. Toàn bộ tài sản của Giang gia đều bị con giết sạch. Con có từng nghĩ đến sự sống chết của bọn ta không? Nói đi. Cho con ra khỏi cánh cửa này. Con muốn đi thật xa với cô ấy. Thằng bất hiếu này, con gây ra chuyện, một câu xin lỗi cũng không nói. Con còn nói với ta con muốn bỏ đi hay sao? Con phải đi. Con chịu đựng cái nhà này quá đủ rồi. Con ở lại làm gì? Chờ chết hả? Ta... Anh... Em xin anh. Anh đừng nói như vậy mà. Anh à, trước hết anh đừng nói gì. Quỳ xuống nhận sai với mẹ đi. Nhanh lên. Từ nhỏ đến lớn, hai anh em chúng ta quỳ còn ít sao? Có lần nào anh không ngoan hơn em?
Em kêu Quang phản đối không cam lòng, nhưng mà anh thì sao? Chưa lần nào anh phản kháng một tiếng. Không có. Mọi người đều nói em hư anh ngoan. Anh là đứa con hiếu thảo nhất Giang gia, là đứa nghe lời nhất. Nhưng kết quả thì sao? Kết quả là một cuộc hôn nhân không tự nguyện, ép anh làm chuyện anh không thích. Thậm chí đến bây giờ ép anh giống như con heo vậy, ép anh phải sinh con trai dù anh không hề muốn. Đủ rồi đó, im miệng đi. Con không im. Con trai ngoan của Giang gia con đã làm đủ rồi. Con muốn được làm chính mình. Con muốn người phụ nữ con yêu. Con muốn đi chăm sóc cho con của con. Con muốn tự do, muốn hạnh phúc, muốn rời khỏi cái nhà như địa ngục này. Hỗn láo. Những lời đại nghịch bất đạo như vậy cô cũng dám nói ra. Con có người vợ tốt như vậy, còn sinh con cho con nữa. Con lại không cần, không yêu. Con muốn đi chăm sóc cho ai? Còn Quang Quang, con cũng không chăm sóc. Mẹ con thì sao? Con muốn hạnh phúc, muốn cuộc sống tự do, mà ngay cả mẹ cũng không cần hay sao? Giang gia có mình con thôi sao? Mẹ con chỉ có đứa con là con. Con bảo bà ấy phải dựa vào ai chứ? Đừng trông mong vào con. Con không xứng làm đứa con hiếu thảo của Giang gia. Mọi người còn có Đạt Hải để trông vào. Nhưng Kim Phượng nếu không có con, cô ấy hoàn toàn không có hy vọng. Cút đi. Cút. Con không cần cái nhà này thì cô cút đi đi. Người mẹ này cô cũng không cần. Con cút cho ta. Cút. Từ đây trở đi ta không có đứa con như này. Giang gia cũng không có đứa con cháu như con. Cút cho ta. Mẹ, mẹ đừng tức giận như vậy. Mẹ chỉ có một đứa con trai là anh ấy thôi. Mẹ đừng đuổi anh ấy đi. Mau quỳ xuống nhận lỗi với mẹ đi. Nhanh lên. Nhanh lên đi. Mẹ, con trai bất hiếu. Mẹ. Mẹ, xin mẹ hãy bảo trọng. Con còn dám đi? Mau cản nó lại. Đừng ai ngăn cản hết. Tôi không cần đứa con này nữa. Mẹ, đừng ai cầu xin gì hết. Anh không được đi. Anh không thể bỏ rơi em. Không thể bỏ rơi Quang Quang. Không thể bỏ rơi đứa con chưa chào đời của chúng ta được. Anh đi rồi, em biết phải làm sao đây? Em biết phải làm sao đây? Đạt Thiên, em xin anh, cầu xin anh. Anh đi rồi, em ở cái nhà này em cũng không sống được. Em được 8 kiệu lớn rước vào nhà. Anh đi rồi, em biết sống sao đây? Anh bảo em phải thủ tiết sao? Anh đi rồi, anh sống vui vẻ, anh không nghĩ đến em sao? Đừng trách anh. Là cái nhà này rước em về. Nhưng người cưới em là anh. Sống chết gì em cũng là vợ của anh mà. Anh không thể bỏ rơi em. Con cứ để nó cút đi. Giang gia không có đứa con như vậy. Mẹ, con cầu xin mẹ đi. Mẹ. Đạt Thiên, Đạt Thiên, Đạt Thiên anh đừng đi. Đạt Thiên anh đừng đi. Đạt Thiên, Đạt Thiên, Đạt Thiên anh đừng đi. Đạt Thiên anh đừng đi. Đạt
Đạt Thiên. Đừng đi mà. Đạt Thiên. Đại thiếu gia. Phu nhân. Mẹ. Kim Phượng. Kim Phượng. Kim Phượng. Kim Phượng à. Kim Phượng, sao cậu đến đây? Thiêm Chu, cháu đến, cháu đến để đưa Kim Phượng đi. Cháu bỏ nhà đi rồi. Kim Phượng không ở đây nữa. Nó đã dọn đi rồi. Cao hơn chút. Được, cao chút. Bên này, bên trái, bên trái. Đúng, thấp quá rồi. Cẩn thận chút, bên này cao lên. Bên này cao hơn chút đi. Được rồi, tốt hơn rồi đó. Còn tấm lụa đỏ kia thả xuống chút đi. Được rồi. Hầu tử. Tôi biết anh cũng không biết chữ, nhưng mà anh nhìn kỹ chỗ này có cái lỗ. Chỗ có lỗ này để treo đinh. Như vậy không phải là treo lên rồi sao? Mọi người đang làm gì vậy? Số tiền đó, số tiền đó là để mang sang Thượng Hải sinh sống. Em mua cái cửa tiệm này làm gì? Anh là đồ không có lương tâm. Anh còn mặt mũi đến đây hay sao vậy? Anh đã trốn ra ngoài rồi, em còn đánh anh làm gì? Anh đến làm gì? Muốn chân giảm hai thuyền phải không? Tôi nói cho anh biết, con thuyền này của tôi đã đắm rồi. Anh cút về làm đứa con ngoan, người chồng tốt của anh luôn đi. Em đổ quan cho anh rồi. Tôi đổ quan cho anh. Anh còn lừa người nữa hay sao? Anh nói với tôi, anh và vợ anh ngủ riêng. Sao tự dưng vợ của anh lại mang thai được hả? Mang thai là sao? Tránh ra. Anh bảo tôi đợi. Đợi, đợi anh. Tôi đợi đến hết đường. Còn anh thì hay rồi. Anh thì ở nhà ôm vợ ngủ rồi sinh con. Tôi nói cho anh biết, tôi không thèm để tâm đến anh nữa. Kim Phượng tôi sẽ tự nuôi sống mình. Anh mau trở về làm đại thiếu gia của anh đi. Nếu tôi còn tin anh, thì tôi chính là kẻ ngu ngốc nhất trên đời này. Kim Phượng, em có biết anh vì em mà chịu bao nhiêu cực khổ không? Em phải tin anh. Anh không yêu cô ấy, là mẹ của anh nhốt anh lại, ép cô ấy sinh con cho anh. Anh định lừa ai? Mẹ của anh ép anh, cô ấy ép anh. Anh để cho người phụ nữ đó cưỡng hiếp anh hay sao vậy? Kim Phượng, chị làm gì vậy? Là mẹ của anh ép cô ấy, ép cả anh. Cô ấy cũng bị ép đến phát điên. Anh cũng sắp điên rồi. Bọn anh đều rất tuyệt vọng. Bọn anh, lúc đó bọn anh đều rất đau khổ. Đến bây giờ, anh thấy rất có lỗi với cô ấy. Anh nhận ra lỗi rồi phải không? Anh muốn đối tốt với cô ấy hay sao? Được. Nào, anh muốn đối tốt với cô ấy phải không? Em thành toàn cho anh. Anh đi về đi. Kim Phượng, Kim Phượng, Kim Phượng à. Đi đi, chị đừng như vậy mà Kim Phượng. Đừng chạm vào tôi, tôi nổi giận đó. Về cho tôi, em bảo anh đi đâu. Bây giờ anh không thể quay về nhà được nữa rồi. Nhà của anh phát hiện anh lấy trộm đồ, muốn chạy trốn cùng với em. Cẩm Nhân quỳ xuống cầu xin anh. Mẹ thì cắt đứt quan hệ với anh. Anh đi không quảnh đầu lại rời khỏi gian gia. Mẹ anh, vợ anh, con anh, tất cả không cần, không quan tâm nữa.
Vì em anh mặc kệ tất cả. Sao bây giờ em vẫn không tin anh yêu em chứ? Bây giờ ngoài em và con ra, anh thật sự chẳng còn gì cả. Em còn muốn anh yêu em như thế nào? Phu nhân, chính là cái này. Không nhìn kỹ thì không nhận ra. Cũng không biết đại thiếu gia làm cách nào phá được khóa, rồi thay cái này vào. Đứa trẻ này sao lại thế? Trộm đồ nhà mình. Chuyện này mà đồn ra ngoài, người Giang gia sẽ bị người ta cười chết. Mất mặt của tổ tiên rồi. Mẹ, các người điều tra thế nào rồi? Nguyệt Nhi, điều tra thế nào rồi? Mất mấy món rồi? 8 món đồ cổ nhỏ không thấy nữa, nhưng mấy món lớn vẫn còn. Vì ngọc gia truyền của Giang gia thì sao chứ? Vẫn còn, đại thiếu gia không dám lấy. Đạt Hải, đi, đi lấy lại mấy món đó đi. Còn phải lấy nữa hay sao? Con đoán anh của con đã đem những món đó tặng cho người phụ nữ kia rồi. Đó đều là đồ của Giang gia, sau này sẽ để lại cho con, tất nhiên phải lấy lại rồi. Mẹ, mẹ nói gì vậy? Phu nhân đang giận. Chắc chắn anh của con nhất thời hồ đồ mới làm ra chuyện này. Làm sao mẹ lớn sẽ vì chút chuyện nhỏ này mà đoạn tuyệt tình mẫu tử với anh con? Ta nói từ là từ. Đi lấy đồ về cho ta, bảo nó chết xa xa chút. Nói với nó đừng bao giờ trở về Giang gia nữa. Nào, lau mặt đi. Được, được. Nào, cẩn thận chút. Nào, để mẹ bế nào. Ngoan quá. Con tên Mau Mau. Thiếu chủ nói nó yếu lắm. Tên đặt lớn sẽ đè nặng nó. Anh đặt tên cho con đi. Mau Mau. Anh thấy tên Mau Mau cũng hay, hay là trước hết cứ gọi vậy đi. Mau Mau, Mau Mau. Được rồi, con phải đi ngủ. Mau Mau, Mau Mau. Ngoan nhé, Mau Mau. Mau Mau, Mau Mau phải ngủ ngoan nhé. Cha đến rồi, cha sẽ ở bên cạnh Mau Mau. Mau Mau có cha rồi. Ngủ thôi, ngủ thôi. Mau Mau, mau ngủ đi con. Ngày mai con vẫn được nhìn thấy cha. Kim Phượng, anh nhớ em. Em cũng nhớ anh. Anh cả, anh làm gì vậy? Tôi tìm anh của tôi, đừng cản tôi. Tìm anh thì nói nhỏ thôi. Sáng sớm mà la hét cái gì vậy? Tôi nói anh đừng cản tôi. Anh ra đây cho em. Trốn tránh không giải quyết được vấn đề đâu. Anh ra đây cho em, anh đừng có hét nữa. Anh ra đây, anh đừng hét nữa được không? Đừng cản tôi tìm anh tôi. Đồ cổ đâu? Mẹ bảo em đến lấy đồ gì. Đồ cổ đâu? Đều ở đây. Tôi bán hết đồ cổ rồi đổi lấy căn nhà này rồi.
Cô nói gì chứ? Cô nói cô bán hết đồ cổ đổi lấy căn nhà này rồi. Cô có biết giá trị của mấy món đồ cổ đó còn hơn căn nhà này nhiều không? Cậu nói xem, chả ai bảo tôi, nên tôi đi bán đương nhiên sẽ bị lừa rồi. Nhưng mà tôi nói cho cậu biết, căn nhà này đứng tên của tôi, không ai có thể cướp nó từ tay tôi được. Tôi không cho phép. Người phụ nữ như cô, sao nào? Đạt Hải, em đi về trước đi. Cái nhà đó thật sự anh không quản nổi nữa. Anh không quản, nhưng mà em không thể không quản. Anh bán căn nhà này đi, để đổi lấy cổ vật về. Đi, không thể nói như vậy được. Đồ cổ cũng là của anh mà. Anh cả, lúc của anh có phải là người của Giang gia không anh? Cậu làm gì? Tôi nói cho cậu biết, tôi và anh của cậu chỉ có con đường này thôi. Đừng ép tôi. Tôi không có tiền. Anh còn nói nữa tôi sẽ ra tay đấy. Anh tìm loại người gì vậy? Anh tìm một người đàn bà hung hãn này sao? Tôi hung hãn đấy, bây giờ anh mới biết hay sao? Đi 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 đi, nhanh lên. Cậu có đi không? Em mau đi đi, em không đi. Em về nói là đồ cổ không còn nữa rồi. Chỉ còn lại căn nhà này. Còn đứng tên của cô ấy vậy anh? Một con dao bếp mới toanh, anh không còn cách nào khác đâu. Cứ vậy đi. Nói như vậy cũng không sai. Còn có hai người chúng tôi bán cao gián nữa. Anh có đánh được không? Anh, có phải não anh toàn bã đậu không? Anh là một đại thiếu gia sống trong nhung lụa. Cô ta chỉ là một vũ nữ múa may quay cuồng. Với lại có thêm hai người bạn bán cao gián. Anh nói xem, các người có thể cùng nhau mở tiệm được hay sao? Có quỷ mới tin. Cậu nói như vậy là gì? Cậu chưa được ăn món tôi nấu. Đạt Thiên, nói với cậu ta, món em nấu có ngon không? Em đừng nói, thực sự rất ngon đó. Anh à, anh mụ mị thật rồi sao? Cô biết anh của tôi có bản lĩnh gì hay không? Cả ngày anh đấy chỉ biết ăn chơi hưởng thụ, không bao giờ lo tiếp khách trong tiệm. Cậu đó, cậu đừng lo lắng thay cho anh của cậu nữa. Tôi sẽ nuôi anh đấy. Anh ấy không cần làm gì hết. Anh ấy chỉ cần làm đại thiếu gia. À không, đại lão gia mới đúng. Đúng vậy. Đại lão gia. Đại lão gia. Anh à, đây là kế hoạch của anh hay sao? Lấy trộm đồ trong nhà để con vũ nữ này nuôi, cả đời làm kẻ ăn bám. Anh giỏi thiệt luôn đó. Sao tôi lại không thích nghe những lời như vậy nhỉ? Tôi là bà chủ của tiệm cơm Kim Phượng. Anh ấy chính là ông chủ của tiệm cơm Kim Phượng. Làm ông chủ chỉ cần ngồi thu tiền là được. Còn cần làm gì nữa? Anh có thể tiếp khách, đi chợ mua đồ, và còn rửa bát nữa. Rời khỏi căn nhà đó, cho dù làm gì hay chịu khổ như thế nào, anh cũng chấp nhận được. Bởi vì chịu khổ như thế nào cũng tốt hơn chết trong căn nhà đó. Anh thật sự căm hận ngôi nhà đó sao? Nếu như anh hận, anh nên đưa cô ta cao chạy xa bay, còn lại đây làm gì nữa? Anh muốn cho mẹ tức chết hay sao vậy? Đạt Thiên, anh đừng có nghe lời cậu ta. Cậu ta chỉ muốn bán căn nhà này đi thôi. Căn nhà này tất nhiên phải bán. Anh đi qua đây. Anh qua xem đi. Cửa hàng giải của chúng ta ngay đối diện. Anh mở tiệm ở đây có ý đồ gì chứ? Anh muốn gia đình vui vẻ hay là anh muốn nhìn thấy mẹ buồn? Cậu đúng là thông minh. Đúng là tôi có ý này đó. Sao nào? Đạt Thiên, vào trong thôi anh. Tôi vẫn chưa nói xong với anh tôi. Nói xong rồi. Anh, anh à, đi thôi. Được rồi, đừng để ý đến cậu ta. Nghe theo lời của cậu ấy, vậy một nhà ba người chúng ta sẽ chẳng sống nổi nữa.
Cái hóa đơn này anh còn phải ký tên. Còn hai khoản này có vấn đề, anh kiểm tra lại luôn nha, được không? Được. Làm gì vậy? Anh buông ra. Kim Phượng và anh của anh đã cùng nhau lấy trộm đồ cổ trong nhà. Sao em không nói với anh chứ? Còn nữa, sao em có thể để cô ta mua tiệm cơm ngay cạnh cửa hàng giải của nhà anh? Em cũng nên nói với anh một tiếng chứ. Anh bị làm sao vậy? Vừa gặp đã tra hỏi em rồi. Đồ cổ gì? Tiệm cơm gì? Cửa hàng giải gì? Đều không liên quan tới em. Anh dựa vào đâu mà tra hỏi em như vậy? Anh muốn biết, về nhà hỏi anh của anh đi. Anh của anh đã bỏ nhà ra đi rồi. Mẹ của anh cắt đứt quan hệ với anh ấy, đuổi ra khỏi nhà rồi. Mẹ bảo anh đi tìm lại những món đồ cổ đó. Chu Thanh, không sao chứ? Không sao. Anh ấy chỉ đến đây hỏi tôi vài chuyện thôi. Chu Thanh, hãy nói cho anh biết, rốt cuộc Kim Phượng đã bán đồ cổ cho ai vậy? Em không biết. Anh ấy cũng không biết đâu. Anh làm gì vậy? Làm gì vậy? Đi tìm cha anh với tôi. Tôi đang làm việc mà. Đi không? Tôi không đi. Đi không? Tôi không đi. Không đi đúng không? Không đi thì chuyện của em gái tôi với anh, anh đừng nghĩ đến. Nói gì vậy? Có cần dọa người thế không? Không phải là anh dọa anh ta. Anh chỉ hy vọng mọi người có thể giúp cho anh thôi. Cả cái thị trấn này ai cũng biết cha của anh ấy là người sưu tầm đồ cổ mà. Kim Phượng không tìm cha của anh ấy thì tìm ai? Anh còn nghĩ được? Em nói xem, mẹ của anh không nghĩ đến hay sao? Làm gì đây? Cô có thể làm gì nữa? Bao đi thôi. Gặp rồi tính. Cứ đi theo anh ấy đi. Không phải ta bảo con không được nói hay sao? Con không có nói. Thật ra chuyện này do Giang thiếu gia tự đoán ra. Nhưng mà cháu nghĩ cũng không có gì. Đồ cổ mà, giống dĩ là có người bán thì người mua. Giang gia cũng là dân làm ăn, tự nhiên sẽ hiểu đạo lý này thôi. Hai nhà sẽ không vì chuyện này mà mất hòa khí. Chú nói đúng không? Đúng đó, đúng đó. Nhưng tốt nhất là để cháu mua lại. Như vậy thì mẹ cháu sẽ không biết. Không phải tốt hơn hay sao? Đúng đó cha. Nếu chuyện này để cho Giang phu nhân biết được, vậy thì hôn sự của con và Tâm Liên sẽ như thế nào đây? Anh không để cho mẹ của anh biết. Anh lấy gì mà mua? Anh trai của anh và Kim Phượng, bọn họ sẽ không bán cửa tiệm đâu. Chỉ cần ông Lưu đồng ý bán đồ lại cho chúng tôi, vấn đề tiền bạc tự nhiên tôi sẽ có cách. Nhị thiếu gia, tôi nói thật với anh, tôi biết những đồ đó là anh trai của anh trộm, nên tôi mới vội vàng mua lại đó. Nếu như mẹ anh đồng ý chuyện hôn sự của con trai tôi, vậy thì coi như là sính lễ. Anh cứ về nói với mẹ của anh, những món đồ đó là do tôi mua. Lưu mẫu tôi thật sự không muốn nhìn thấy cổ vật của Giang gia lưu lạc ra ngoài. Đương nhiên là mua rồi sẽ trả lại cho các người thôi. Coi như là chút thành ý trong việc kết thân hai nhà. Đúng vậy, cha của tôi chính là có ý định này đó. Nhưng mà Giang phu nhân muốn Kim Phượng không còn đường lui. Chú bỏ tiền ra để cô ấy mua nhà, mở tiệm ở đây lập nghiệp, bảy có thể không tức giận hay sao? Vậy phải làm sao đây? Chú đã giúp chúng tôi như vậy là quá tốt với Giang gia chúng cháu rồi. Chú tin rằng mẹ cháu nhất định sẽ cảm kích chú. Đúng vậy, chuyện này ta đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Với lại con gái nhà họ Giang không gả cho con trai của tôi thì cũng không thể lấy lại được đồ này về. Chuyện này mong mẹ của cậu hãy suy nghĩ kỹ càng. Dân
Đây lại là một quân cờ của chú. Quân cờ không tồi. Vị thiếu gia về nhé. Đi cẩn thận. Anh tiễn em về. Không cần đâu. Chúng ta nói chuyện chút đi. Nếu em không thích anh viết thư tình cho em thì anh không viết nữa. Đừng giận mà. Sao chép thư tình của người khác thì không tính là viết thư tình đâu. Anh không biết làm thơ, nhưng anh vẫn muốn viết thơ cho em. Em nói phải làm sao? Hơn nữa em còn chê anh nói chuyện khó nghe. Anh mượn những nhà thơ yêu thích của em để nói hộ anh vậy không phải tốt hơn hay sao? Không phải Lưu Hòa Khiệm cũng dùng cách này để làm vui em gái anh à? Chuyện cha Lưu Hòa Khiệm mua cổ vật, đừng nói lại với mẹ của anh. Anh biết rồi. Còn nữa, anh cũng đừng đi đuổi Kim Phượng. Làm sao mà anh đuổi họ được? Nhưng mà cửa tiệm đó bắt buộc phải bán đi. Nếu không mẹ lớn sẽ phát điên mất. Cửa tiệm đó không bán được đâu. Gốc đó không phù hợp để buôn bán. Người ta mới dội bán đi. Vì vậy mới bán rẻ cho Kim Phượng. Bây giờ anh muốn bán e là không dễ dàng đâu. Hơn nữa, anh cả đã bỏ nhà ra đi rồi. Chả lẽ anh muốn đuổi cùng giết tận, không chừa cho anh ấy con đường sống nào? Nếu anh ấy không còn đường sống nữa, anh ấy sẽ tự nhiên ngoan ngoãn về nhà. Giang gia chỉ có anh ấy là con trai thôi. Anh ấy không về, sao anh ra ngoài được? Anh không ra ngoài làm sao mà độc lập được? Không độc lập được, làm sao mà cưới em đây? Cứ nói đến chuyện của chúng ta thì em lại trốn tránh. Ai muốn nói với anh về chuyện của chúng ta? Anh chỉ muốn em xử lý cẩn thận chuyện của em gái và anh trai anh thôi. Vậy còn chuyện của chúng ta? Anh đã hôn em rồi, cũng viết thư tình cho em rồi. Em sẽ không xem như chưa từng xảy ra chuyện gì được. Em đánh anh làm gì? Chả lẽ không đáng đánh sao? Chả lẽ để cho anh nghĩ em thích để anh hôn, để anh được nước lấn tới, tiếp tục viết thư tình làm phiền em hay sao? Nhưng mà anh không viết thư không phải kỳ lạ hơn hay sao? Anh đã hôn em rồi, rồi cứ thế lau miệng đi mất. Từ đó biến mất không thấy bóng dáng đâu. Có phải như vậy hay không? Anh đánh một lần hôn một lần. Em đánh thì anh lại hôn. Hôn rồi hôn rồi. Anh dám? Lưu manh. Anh buông ra. Buông ra. Em ghét anh. Em không muốn nhìn thấy anh nữa. Chu Thanh. Chu Thanh, anh rất muốn gặp lại em. Nhưng anh sợ em lại không muốn gặp anh. Anh có rất nhiều tâm sự muốn nói với em, nhưng không biết phải nói với em làm sao. Vì vậy mới mượn thơ của người khác, muốn làm cho em vui. Nếu như em không vui thì sau này anh không làm nữa.
anh bắt nạt em. Anh chỉ biết bắt nạt em thôi. Em không để ý đến anh rồi, anh còn muốn thế nào? Chả lẽ chúng ta không thể làm bạn đơn thuần được hay sao? Anh phải làm em bực mình anh mới vui hay sao vậy? Em không để ý đến anh, anh sẽ buồn đó. Anh thích em như vậy không làm bạn được đâu. Anh chỉ có thể lấy em. Chu Thanh à, em đừng trốn tránh nữa, đừng không để ý đến anh nữa, được không? Anh cứ ép em như thế này, em sợ. Không phải anh ép em, là anh không kìm lòng được. Anh không thể kìm được. Anh tự chuốc phiền toái à? Em sai rồi. Là anh cam tâm tình nguyện. Anh tha cho em đi. Không đâu. Anh sợ buông ra thì em sẽ bay mất. Nếu như anh lại hôn em sẽ đánh anh đó. Được, anh hôn em rồi. Đừng có thế lau miệng đi mất. Từ đó không thấy bóng dáng đâu. Là như vậy sao? Con nghĩ gả được vào Giang gia chúng tôi chỉ có thể làm thiếp của thằng cả, còn thằng hai tuyệt đối không được đâu. Những món đồ cổ đó bị cô ta bán đi hết rồi. Bán ở đâu cô ta không chịu nói. Vậy con ép nó trả lại tiền đi. Cô ta dùng số tiền đó mua một cửa tiệm rồi. Căn nhà còn đứng tên của cô ta. Cửa tiệm gì? Tiệm cơm. Cô ta có ý gì chứ? Tiền cô ta cũng lấy đi, người cũng bị dụ đi mất, vẫn chưa đủ hay sao? Còn làm gì ở trong trấn vậy? Không để Giang gia được yên. Con ra ngoài cả buổi mà con làm gì vậy? Tiền và đồ cổ cũng không lấy về được thì đuổi họ đi, để họ cút xa một chút, đừng trở về làm chúng ta tức chết. Mẹ, chỗ đó không làm ăn được đâu, chưa qua hai ngày chắc chắn lỗ. Với lại hai người vợ chồng họ cũng không có kinh nghiệm làm ăn. Cái gì mà hai vợ chồng họ? Đây, người trong nhà này thì được coi là cái gì? Dù sao có cửa tiệm đó, anh cả cũng không rời khỏi thị trấn ngay được. Để anh ấy làm ăn thua lỗ, cho anh ấy một lối thoát, anh ấy sẽ về nhà thôi.
Nó đừng mong quay trở về. Ta coi như mất đứa con này. Mẹ, mẹ à, con cũng đừng mong chồng của con có thể quay lại đây. Là nó muốn tự đi ra khỏi cái nhà này. Cho dù chết đói ở ngoài đường, không ai được đi nhặt xác cho nó. Mẹ, sau này không ai được để ý tới nó nữa. Nó có mất mặt ở bên ngoài, sống hay chết, không liên quan gì đến Giang gia chúng ta. Chị à, nghĩ thoáng một chút đi. May mà còn có Đàn Hải hiếu thảo với chị. Chị cứ yên tâm đi, thằng bé sẽ gánh vác gia đình này. Mặc dù bây giờ Giang gia không có Đạt Thiên, nhưng mà còn có đứa con trong bụng của vợ nó mà. A-di-đà Phật, tổ tiên Giang gia chắc chắn sẽ phù hộ cho sinh hạ một đứa cháu trai, tiếp nối hương quả cho Giang gia. Giang gia chúng ta sẽ có phước báo. Nhớ lúc đầu chỉ có lòng từ bi nhận nuôi đứa trẻ Đạt Hải này. Vì vậy bây giờ chúng ta vẫn còn đứa con này có thể trông đợi. Chuyện này sau này đừng nhắc tới nữa. Em giữ kín miệng mình lại đi, đừng để ai nghe thấy. Ta còn có thể giấu sao? Em cũng muốn Đạt Hải là thiếu gia của Giang gia không?不敢再奢求，沧桑的日子我会。